Thưa quý vị và các bạn, những năm qua các địa phương trên địa bàn huyện Kim Động đã lồng ghép các nguồn dự án để triển khai thực hiện tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, qua đó giúp cho cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn. Thời gian qua, xã Toàn Thắng đã dành nguồn lực lớn để đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường trên địa bàn. Bên cạnh trường mầm non đạt chuẩn cấp độ 1, năm 2023, xã đã đầu tư gần 20 tỷ đồng xây mới một dãy nhà 3 tầng gồm 12 phòng học và khu hiệu bộ cho trường trung học cơ sở. Xây mới một dãy nhà 2 tầng và khu hiệu bộ cho trường tiểu học với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Với cơ sở vật chất khang trang, năm 2023, trường trung học cơ sở đạt chuẩn cấp độ 2, trường tiểu học phấn đấu đạt chuẩn cấp độ 2 trong năm 2024. Ngôi trường mới này là có những thiết bị rất tốt giúp chúng em học tập dễ dàng hơn. Chúng cháu rất vui và hạnh phúc khi được học tập trong một ngôi trường khang trang, sạch đẹp, có thầy cô và bạn bè rất thân thiện, cũng rất ưng ý với cả điều kiện vật chất của trường. Bản thân mình khi về đây là trường còn đang cơ sở vật chất còn đang rất ngổn ngang xây dựng, công tác dạy học nó cũng rất là khó khăn. Thế nhưng mà sau khi trường đã trở nên khang trang, sạch đẹp hơn thì cái quá trình công tác giảng dạy của mình, cả thầy và trò cảm thấy hứng thú hơn rất là nhiều, học tập cũng cảm thấy tốt hơn. Xã sẽ tiếp tục phải hoàn thiện về cơ sở vật chất đối với trường tiểu học, đó là một dãy 2 tầng 10 phòng và khu nhà đa năng của trường tiểu học để hoàn thành cái tiêu chí về đích nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục trong năm 2024. Những ngày này, thầy và trò trường trung học cơ sở Vĩnh Xá rất háo hức khi dự án xây dựng cải tạo trường đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng. Các công trình dãy nhà hiệu bộ, 8 phòng học bộ môn, 4 phòng học chức năng, sân và lán xe với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Khi được hoàn thành, sẽ giải quyết được vấn đề thiếu phòng học và phòng học chật chội của nhà trường trong nhiều năm, đồng thời tạo không gian vui chơi cho học sinh. Chúng tôi cũng sẽ đầu tư các cơ sở vật chất, đặc biệt là các cái thiết bị để cho phòng chức năng của nhà trường sẽ tốt hơn vào năm 2024 này. Mục đích là chúng tôi sẽ đón chuẩn trường chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất rồi các trang thiết bị từng bước sẽ được trang bị, sẽ đáp ứng tốt được cái việc thực hiện công tác giảng dạy. Từ năm 2023 đến nay, các địa phương trên địa bàn huyện Kim Động đã đầu tư xây mới và sửa chữa 64 công trình trường học với diện tích hơn 1.100 m², tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Cùng với đó đã đầu tư thêm hơn 400 máy vi tính cho phòng tin học của học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Việc đầu tư cơ sở vật chất đã góp phần củng cố tiêu chí giáo dục trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là giúp các nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học.